Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2017. Bóng đá người Việt Nam ở Berlin với cái tên là VLC, theo có nghĩa là vui là chính. Hôm nay là cái đá cuối cùng, trận đá tổng kết năm 2017. Và đây là không khí của câu lạc bộ trước khi bước vào trận đấu tổng kết cuối năm. Trước khi bước vào trận đấu tổng kết cuối năm 2017, phóng viên truyền hình VTV tại Cộng hòa Bắc Đức có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ VLC bóng đá của người Việt Nam ở Berlin. Thưa ông, như vậy là năm 2017 đã kết thúc và năm qua có thể nói là một năm được mùa của bóng đá và thể thao. Và thưa ông có thể cho biết rằng là với cái tinh thần đó thì cái câu lạc bộ bóng đá của chúng ta năm qua đã hoạt động như thế nào và đã được giành như thế nào ạ? Năm vừa qua như anh Thắng nhà báo đã từng nói là năm thành công của bóng đá Berlin nói chung và bóng đá của cộng đồng người Việt chúng tôi ở Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng. Thì năm vừa rồi chúng tôi có tổ chức một số sự kiện lớn thành công. Thứ nhất là cái giải bóng đá quốc tế trong khuôn khổ quận Lichtenberg mà được ủng hộ của toàn ban lãnh đạo quận với 8 đội tham gia, trong đó có rất nhiều sắc tộc quốc tế và đặc biệt là các cái bạn ở Ba Lan cũng sang cùng tham dự với chúng tôi. Cái thứ hai là trong vòng tháng 7 cùng với 7 cái môn thể thao khác của Berlin, chúng tôi cũng hợp tác và tổ chức được cái giải chung của phong trào người Việt toàn bộ của Berlin. Có thể nói đây là một cái hội Olympic đầu tiên được khởi xướng ở vùng Berlin mà chắc chắn là trong tương lai nữa thì được khởi xướng toàn trong bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra chúng tôi tổ chức một số sự kiện đi thăm các tỉnh để giao lưu với các cái bóng đá hội đoàn địa phương. Có thể nói là những cái sự kiện vừa rồi đã là gây một tác dụng rất lớn trong bà con cộng đồng với mục đích là xích lại gần nhau thông qua thể thao. Vâng ạ, chúng tôi cho rằng là cái việc tổ chức của cái ngày hội thể thao toàn cộng đồng vừa qua là thành công rất lớn và qua đó cũng có thể nói là xây dựng cho tinh thần thể thao của chúng ta tốt hơn. Thì ông có cái dự kiến gì cho năm 2018? Như là sau khi buổi lễ kết thúc ngày hội thể thao đầu tiên cộng đồng Berlin ấy, chúng tôi cùng với anh em trong ban tổ chức xin hứa là sẽ cố gắng nỗ lực động viên các cái hội đoàn, các nhóm thể thao tạo một cái sân chơi thường niên và coi như là một cái giải thường niên của cộng đồng Berlin hàng năm. Và nếu cần thì đấy là một cái sự nhân lên cho những cái hoạt động thể thao chung của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và tôi hy vọng là năm 2018 sẽ còn rất nhiều các môn thể thao khác tham gia. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ bóng đá người Việt Nam ở Berlin VLC được thành lập năm 2016 và đến nay đã tròn 10 năm. Qua 10 năm hoạt động, câu lạc bộ là một trong những câu lạc bộ thể thao giữ vững được tốt nhất và có phong trào tốt nhất. Hiện nay câu lạc bộ có trên 40 hội viên tuổi từ 40 trở lên và có một số hội viên trẻ là cái lớp kế tiếp của sau này. Hàng tuần đều đặn vào ngày thứ bảy, câu lạc bộ tổ chức rèn luyện, tập và thi đấu. Việc duy trì nề nếp và thường xuyên ấy giúp cho các vận động viên của câu lạc bộ có một sức khỏe dẻo dai và đội hình thi đấu rất tốt. Có lẽ vì thế cho nên là các cuộc thi đấu quốc tế, câu lạc bộ VLC đều đạt thành tích rất cao và có uy tín đối với quận Lichtenberg và thành phố Berlin. Theo chúng tôi được biết thì câu lạc bộ bóng đá người Việt Nam ở Berlin VLC được sự bảo trợ của Liên đoàn bóng đá của Đức. Cùng ngày, buổi tối, câu lạc bộ đã tổ chức Tết Noel sớm cho các thành viên cùng với đại gia đình. Đây là nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên hàng năm của câu lạc bộ. Bình an, an khang thịnh vượng.
Điều đặc biệt mà chúng tôi nhận thấy trong những ngày vui, ngày Tết như thế này là các cầu thủ, các thành viên của câu lạc bộ đều có những bó hoa tươi thắm và một chút quà để tặng cho những người thân nhất, đó là vợ và con. Điều đó như một sự cảm ơn gửi tới các bà xã, những người chăm lo cho gia đình, chăm lo cho bếp ấm, chăm lo sức khỏe cho các cầu thủ là thành viên của câu lạc bộ. Truyền hình VTV xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình phóng sự của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.